xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm của tác giả đức minh qua một tựa đề bản làng từ địa bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện bản làng từ địa của tác giả đức minh qua phần diễn đọc của đình soạn Minh đặt chiếc laptop xuống nệm, nó nằm vật ra, thở ra một tiếng. Cả người mệt mỏi do đi cả ngày. Dịch Covid năm 2020 tái phát đợt hai diễn biến phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Công ty của nó mày vẫn trụ được, chỉ vì hoạt động mảng dịch vụ online ở trên mạng. Tuy nhiên, để trụ được trong cái năm khó khăn này, mỗi nhân viên trong công ty đều phải làm việc cật lực hơn bình thường, và bản thân của Minh cũng không ngoại lệ. Do có khiếu ăn nói cho nên nó đảm nhận luôn vai trò chính là đi ngoại giao gặp gỡ khách hàng, bàn hợp đồng làm ăn cho công ty. Cả ngày nay mình đi hết từ quán cà phê này đến quán cà phê khác để gặp đối tác, sờ sờ cũng xuống 7-8 ly cà phê sinh tố các thứ. Giờ tối về bụng cứ ảnh ách khó chịu. Đang mở hộp cơm ra chuẩn bị ăn thì chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ rung lên từng hồi. Đặt hộp cơm xuống bàn mình cầm điện thoại là Sơn, người bạn thân ngoài bắc của nó. Sơn gọi lúc này đã là gần 11 giờ đêm, có chuyện gì vậy nhỉ? Mình liền thắc mắc. Alo tao đấy, có chuyện gì mà gọi khuya vậy? Ở đầu dưới bên kia giọng nói của hai đứa bạn thân quen thuộc vang lên. Đã gần nửa năm rồi, hai thằng không gọi để nói chuyện với nhau mà chỉ liên lạc qua tin nhắn. Ờ, có một chút thôi, mày đang làm gì vậy? Mình liền trả lời, Mới đi việc về xong Còn đi kịp ăn cơm thì mày gọi tới Ôi khổ thân thằng bạn tao Xin lỗi mày nha Tao cứ nghĩ là giờ này mày xong hết việc rồi ai sẽ đang ăn Có gì đâu Anh em mình nói xong việc ăn sau cũng được mà Sao có chuyện gì Sơn liền trầm xuống Nó im một lát rồi bắt đầu nói Mày còn nhớ nhà dì Lan ta không Dì mà ngày xưa hồi hai bọn mình còn bé Bà ý hai bế hai bọn mình đi hái táo ấy Nhớ không mình suy ngẫm cô Lan là dì ruột của Sơn Mình còn nhớ hồi bé Khi cô đóng quân ở đơn vị gần nhà Cô hay qua nhà chị ruột Cũng là mẹ của Sơn để chơi Mình thì cũng hay qua nhà thằng bạn Thế hai thằng bé chơi với nhau Cho nên cô thường dắt cả hai đi dạo Trong những khu vườn rậm rạp sâu nhà Bắn đi một thời gian Thì Minh không còn thấy cô nữa Nghe nói là cô đi lấy chồng Ở tận vùng cao Chỗ Bắc Cạn hay Bắc Giang gì đó cũng đã 7-8 năm không gặp. Do lớn lên học hành rồi thi cử rồi vào Sài Gòn đại học, làm việc luôn trong này. Mình cũng chẳng còn có thời gian để hỏi về cô. Mình liền trả lời, nhớ chứ, bà dì hồi xưa quý tao mà. nhớ hồi đấy anh em mình nghe có 6-7 tuổi, bà ý năm nay cũng chắc phải 40 rồi nhỉ. Ờ tầm đó, cách đây 8 năm thì bà ấy xuất ngũ. Sau đó thì không biết yêu cái ông nào ấy, chỗ chuyên buôn gỗ ở bản Tây Bắc. Nên là theo ông ấy lên đó. Hồi đấy có điện về cho ba mẹ tao nói là đã về ở với nhau. Do cả hai đều có một đời vợ với chồng cho nên không có tổ chức gì cả. Chỉ đi đăng ký rồi về ở với nhau. Năm đó thì anh em mình mới học lớp 11. Mẹ tao có lên đó nói chuyện. Do đường xa xa xôi cho nên là bên đằng nhà này mỗi mình mẹ tao đi. Mình liền gần gù hỏi. Ờ à, ra là vậy. Thế rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cô ấy hả? Ờ thực ra đã có chuyện như này. Sở dĩ về chuyện này mà liên lạc Hy vọng là mày có thể giúp một phần nào đó Nghe đến đây Minh mơ hồ đoán ra được Có lẽ đang xảy ra chuyện gì khá tồi tệ với cô Lan Nó liền sốt ruột Nói xem rốt cuộc là sao Cách đây một tuần thì gì về nhà Dẫn theo thằng cu con nhưng mà lại không thấy chồng đầu cả Mẹ tao ra đón ở bến xe mà bà giật mình Nhìn gì xanh xao vàng vọt như là một cái xác không sức sống Còn thằng bé thì nhìn cũng sầu thảm ghê lắm về đến nhà thì vỡ hòa lên đầy nức nở Mẹ dỗ mái mới chịu ngưng Hỏi lý do thì gì kể cho nhà tao nghe một câu chuyện rùng rợn Mà có lẽ nếu không chứng kiến khó lòng có thể tin được Mình tò mò Chuyện gì rùng rợn đến vậy Kể tao nghe Chuyện là như này Sau khi mà dì đi cùng người đàn ông buôn gỗ kia Thì cả hai chung sống dưới một mái nhà Tầm 3 năm sau thì họ có con Đã tên nó là thằng Cú Đạt Năm nay nhóc cũng gần 5 tuổi Cách đây hai tháng thì cả nhà gia đình ba người đi du lịch. Địa điểm họ chọn là khu vực vùng núi cao Tây Bắc, nơi tụ tập các bản làng sinh sống của các dân tộc ít người. Nó vẫn còn giữ nguyên được cái nét đẹp truyền thống. Nhưng sau chuyến đó về, trong nhà liên tục xảy ra các hiện tượng kỳ quái mà 8 năm qua chưa hề có. Ví dụ như là có tiếng bước chân, tiếng cười nói gì dầm. Trong khi chỉ có hai mẹ con ở nhà, ông chồng thì đi công tác nhiều, rồi chén bát rời vỡ và đập và hàng loạt các hiện tượng khác giống như có ma quỷ quấy phá. Ma? Sao lại có ma ở đâu ra? Dì Lan nghi ngờ như vậy. Nên là khi ông chồng về bởi đã kể lại việc cho chồng nghe. Ông ấy cũng nói rằng bản thân ông đi làm xa cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ. Ví dụ như là hay nghe có những tiếng thì thầm bên tai, rồi công việc gặp nhiều sự cố không đáng có. Lúc bây giờ cả hai tin rằng có lẽ cái gì đó đang xảy ra với gia đình của họ, cả hai vợ chồng thống nhất mời một vị thầy ở gần nơi về để xem xét tình hình ông thầy kia cũng phán là có vong ma quỷ nhưng lại khá là khó đoán biết và nhận diện một loại ma quỷ rất lạ mà ông ta không đủ đạo hành để mà nắm tường tận nhưng mà nhận tiền rồi thì liều giúp gia đình một phen hậu quả là chưa kịp giúp gì đã bị tai nạn gãy cả tay minh liền ngạc nhiên thốt lên trời đất thực sự có chuyện đó sao có lẽ ma quỷ đã đi trước một bước hại ông thầy kia có lẽ là vậy. Thực sự thì mọi chuyện nghe khá là hoang đường, nhưng mà khi nhìn nét mặt của dì tao thì tao tin là dì nói thật, một nét mặt kinh hãi và hoảng hốt. Vậy chồng đâu? Sao bà ấy lại chỉ dẫn thằng bé con? Chồng bà ấy mất tích rồi. Cái gì mất tích? Sao lại mất tích? Cái đó thì không rõ. Sáng hôm đó khi mà dì tỉnh dậy chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn, là ông chú kia để lại. Ông ta nói rằng ông ta nghi ngờ tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây Có liên quan đến hắn ở trên bản làng kia, ông ta sẽ đi tìm cho ra sự thật. Nhưng mà khi liên đến nơi thì lại mất tích không liên lạc gì. Bà ấy đợi nhiều ngày liền nhưng mà ông không có liên lạc. Nghi là chuyện chẳng lành bà ấy bắt xe về xuôi. Mình liền thắc mắc. Vậy kẻ được nhắc tới trong lá thư là ai hắn có liên quan gì? Sơn thở dài đáp. Ta với mẹ cũng thắc mắc như vậy. Nhưng mà chưa kịp hỏi thì bà ấy ngất xỉu đi. Nhìn có lẽ là ốm nặng. Mấy ngày nay mọi bác sĩ về tận nhà chuyển nước thuốc bổ các thứ Bà ấy cứ lúc tỉnh lúc mơ Chết thật đó Nếu ốm như vậy sao nhà mày không đưa đi viện Sơn lắc đầu Bà ấy không chịu Bảo là giao viện nằm sẽ bị mấy thứ kia quấy nhiễu Chỉ có ở nhà gần ông bà tổ tiên mới đỡ Thành ra là mấy năm nay liền mi man ở nhà Minh đâm chiêu suy nghĩ nó liền hỏi Vậy mày muốn tao giúp gì Nghe nói là một hai năm đổi lại đây mày hoạt động mạnh trong group chuyển tâm linh của quen biết nhiều, cũng như là tìm hiểu những vấn đề này. Ta muốn mày về Bắc cùng ta một chuyến, lên tây Bắc để tìm hiểu cho rõ vấn đề bí ẩn kia, tin là mày sẽ muốn đi đấy. Đúng là trong một hai năm gần đây, mình khá có hứng thú với mấy vấn đề tâm linh ma quỷ. Nó thường xuyên hoạt động trên các diễn đàn này hoặc trong các hội nhóm Facebook. Quả thật là việc tìm hiểu vấn đề tâm linh ngoài đời thực sự với mong mà nói là một trải nghiệm đáng có. Nhưng mình thấy hơi lạ nó hỏi, nhưng không lẽ chỉ có hai đứa mình đi? Ở đầu dưới bên kia Sơn liền khẽ cười mà đáp. Yên tâm, nhà tao đã có sự chuẩn bị cả rồi, mày về bác đi rồi tính. Mình cảm thấy trong câu chuyện này có nhiều uẩn khúc và lại nó liên quan đến cô Lan, người mà hồi nhỏ mình rất yêu quý. Hơn nữa lại liên quan đến vấn đề ma quỷ tâm linh thực sự mình biết nó không thể bỏ qua sự việc này. Suy nghĩ xong mình liền nói. Ok, vậy tao sao ra bắt điều tra với mày. Mày sẽ bốc vé đi chứ. Đầu dây bên kia Sơn vui mừng nói. Hay lắm, vậy mới là bản thân của tao chứ. Về đi bạn hiền. Gãi xuống trong lòng của mình bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cần lời giải khi ở ngoài kia. Cả máy vào trong Zalo, mình nhắn tin cho ship tổng vì lý do nhà có việc quan trọng đột xuất ngoài Bắc cho nên phải về khoảng 5 ngày. Xếp cũng có nhắn tin quan lại hỏi han và dặn nhớ vào sớm được ngày nào hay ngày đó. Liền ngày sau đó, nó liên hệ với một người bạn làm trong tân sơn nhất, đặt hộ vé về Hà Nội sáng mai. Tất cả mọi việc sắp xếp xong đâu đó, Minh cầm hộp cơm đang ngồi ngắt lên khẽ nói, sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây. Sáng hôm sau, máy bay cất cánh lúc 7 giờ, dự kiến hạ cánh xuống sân bay nội bài lần lúc 9 giờ. Mình tranh thủ chợp mắt vì cả đêm qua, nó thao thức ngồi chập chờn khi nghĩ về lần đi này. Đúng 9 giờ thì Minh đã có mặt tại Hà Nội, nè xuống và bắt một chiếc xe khách quen thuộc mà mỗi lần về Bắc nó đều đi tuyến Ninh Bình, Hà Nội. Chính về quê lần này, mình giữ bí mật với cả bố mẹ, sợ hai người biết sẽ lo lắng và không cho nó đi lên vùng cao. Về tới Ninh Bình thì cũng đã là 11 giờ trưa, Minh dạo bước trên con đường xóm quen thuộc mà gần một năm nó không về. Đứng trước cửa nhà Sơn nó liền bấm chuông, ra mở cửa chính là bà Hân mẹ của Sơn. Nhìn sắc mặt của bà kém nặng trĩu muộn phiền, có lẽ vì quá lo cho cô em gái. Thế mình bà Hân điền ngạc lên, ô Minh về hả, về khi nào vậy cháu vào đi, Sơn nó đang ở trong nhà đấy. Tính cửa cổng nặng nề mở xa, kêu lên những tiếng kèn két của bàn lề dì xét vừa vào đến phòng khách đã nồng nặc lên một cái mùi thuốc chữa bệnh mình gãy nhăn mặt sơn đang ngồi đó nó pha sẵn một ấm trà nóng vừa thấy minh sơn liền cười tươi vẫy tay và đây uống một ly nước chấm bụng đặt chiếc ba lô và ngồi xuống mình quan sát một vòng quanh nhà đã lâu không có qua nhà nó chơi mà vẫn vậy không có gì thay đổi nhiều cầm ly trà nóng ở trên tay minh liền hỏi cô lan nằm đâu vậy hướng mạnh về phía căn buồng đối diện sơn kẻ nói bà ở trong đó đành ly nước xuống bàn mình cả bước lại gần và mở cánh cửa phòng ra mùi thuốc bệnh và mùi người ốm nồng nặc hơn ở bên ngoài tiến vào bên trong dưới ánh điện lờ mờ cô lan nằm đó xanh xao tiều tụy mà nhắm nghiền mệt mỏi xung quanh là một đống thuốc tây và nước truyền dịch Nhìn thấy cảnh tượng này mà Minh không khỏi chạnh lòng. Đã lâu rồi không gặp mà bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh như vậy. Sơn bước vào bên trong, nó nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy cánh tay của dì Lan rồi khẽ nói. Dì ơi, Minh đã về thăm dì này. Bà Lan khét cự mình đôi mắt mở ra nặng chiếu nhìn hai đứa. Bà liền cất giọng nhỏ nhẹ. À, Minh đang hạt cháu, đã lâu rồi không gặp, bây giờ đã trưởng thành như vậy rồi, Ám lít tay của bà Lan thì mình khẽ nói. Dạ vâng ạ, à, nghe cái chuyện của cô là con về liền ngay đây. Có thấy trong người sao rồi hả cô? Bà Lan chỉ nhẹ cười rồi đáp. Chỉ hơi mệt không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Bỗng có người nói chuyện đập bên ngoài cửa. Hình như là có khách tới thì phải. Mình và Sơn đứng dậy đi ra bên ngoài phòng khách. Ngoài phòng khách bà Ngân đang rót trà cho một vị khách. Ông ta chẳng tầm 50 tuổi, ăn mặc theo lối trang cổ điển truyền thống. Khuôn mặt vung vúc thoát lên một vẻ nghiêm nghị. Cả mắt rất đặc biệt như là tinh sáng vô cùng, rất có khí chất của bậc cường giả. Nhìn thấy ông ta sơn liền cúi đầu lễ phép. Cháu chào, chào bác Long ạ, à. mừng vì bác đã đến, cả nhà cháu đợi bác hai ngày hôm nay rồi. Để là ông liền cười lớn ông ta liền xua tay. Cái thằng này lớn phết rồi đinh nhỉ, có hơn 4 năm rồi không có gặp, mà bây giờ đã nom ra trụ cột gia đình rồi đấy Cô mà thầy bố mày chăm sóc cho mẹ Sơn cúi đầu lễ phép vâng giả Người đàn ông này có vẻ là họ hàng quen biết với gia đình Sơn thì phải Cầm trà trên tay uống một hớp cạn Ông Long liền nói Còn Lan nằm đâu? Đưa anh vào xem nào Bà Hân dẫn ông Long đi vào trong phòng Ngồi xuống trước cái đối diện ông Long không khỏi xót xa Ôi em gái, sao lại dân ông nỗi này chứ? Bà Hân liền lo lắng hỏi Rốt cuộc là làm sao hả anh? Chưa chỉ ba bốn ngày nay Đủ các loại thuốc rồi Chuyển dịch mà không có hạ sốt Cứ như là phừng phừng lên tiểu tụy vậy Cầm cánh tay của cô Lan và bắt mạch Ông khẽ nhíu mày rồi nói Mạch đập loạn xạ nhịp tim yếu Máu không lưu thông Chấn đường xám xịt Âm khí xâm nhập quá nặng Tích tổ sinh bệnh tật Có thuốc đông y tây y cũng không làm được gì cả mình kinh ngạc, đây là những kiến thức đoán bệnh âm dương ngũ hành bát quái mà các bậc pháp sư hay dùng để chẩn đoán tình trạng. Mình cũng có tìm hiểu qua, nếu nói như vậy không lẽ ông ấy là một pháp sư? Khẩm, ông ta là một âm dương sư. Ngay từ đầu nhìn bà Lan Minh đã nhìn thấy điều bất thường, quả nhiên là như vậy. Bà Hân lúc này liền lo no lắng, vậy vậy là do mấy thứ kia hả anh? Âu Long liền thở dài Ờ là như vậy Nghe cô kể qua thì có lẽ con bé Lan đã nhấm âm khí thời gian quá lâu Xâm nhập cả vào trong tĩnh mạch Chỉ còn cách cứu hết sức mà thôi Thằng Sơn mang cái túi ngoài kia vào đây cho bác Nghe lời này nó liền chạy ra phòng khách lấy túi đồ cho ông Long mang vào Mở túi đồ ra bên trong lình kình những món đồ rất lạ mắt Đến giờ Minh có thể khẳng định ông ăn là người trong ngành Việc đầu tiên bây giờ là phải đưa được nguyên dược vào cơ thể để làm ấm từ bên trong. Ngăn không cho âm hàn xâm nhập vào nặng thêm. Nếu đoàn ông lại giang hiệu cho hai thằng đứng kế bên. Một đứa cầm cây cối nhỏ, dã duyễn mấy cái nhánh thuốc này vào cho bác. Còn thằng kia thì đổ bột trong mấy cái lọ kia ra. Trộn lẫn với nhau nhanh đi. Nghe lời của ông cả hai liền bắt tay vào công việc. Xong rồi ông đặt tay lên chán của bà Lan mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm giống như là đang niệm chú bóng trông từ chút bàn tay tiếp xúc với chán một làn gói mỏng bỗng bốc lên khiến cho ba người của minh sơn và bà hân kinh ngạc bà hân liền nói khói đâu ra vậy anh Âu long liền đáp là âm hàn khí bị dương nhiệt của anh đốt cháy thoát ra khỏi cơ thể muốn đốt cháy hoàn toàn căn nguyên tích tụ lâu ngày phải dùng ánh thái dương cực mạnh phải cho con bé tiếp xúc với ánh sáng thì mày là mới có thể cứu được. Bà Hân liền lo lắng. Ý của anh là cho con bé tiếp xúc với ánh mặt trời. Ông Long liền gật gù. Phải, mà phải là ánh sáng mạnh nhất trói trắng nhất vào giờ ngọ của ngày Đại Nhật. Nếu theo toán tính của anh, ngày Đại Nhật là ngày mai. 12 giờ trưa mai mang con bé ra ngoài sân để nó ngấp thụ được linh lực của mặt trời. Như vậy thì mới mong có kết quả Bà Hân cùng mấy thằng trông mắt kinh ngạc, thuốc đông Tây Nam Bắc đều không có kết quả, không lẽ chỉ cần phơi nắng là khỏi. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng phán đoán của Minh không thể lệch, ông ta là một người có đạo pháp cực kỳ cao thâm. Thuốc và thảo dược đã chuẩn bị xong, ông trộn lẫn lại với nhau rồi lấy trong túi ra một chai nước nhỏ nhỏ giống như nước lọc. Hòa trộn lại với nhau, sau đó thì dìu cô Lan ngồi dậy rồi khẽ nói. Cô dậy uống nước đi nào em gái Cô nuốt đi Nói đấy đầu thì cô Lan co giật đến đó Khiến cho bà Ngân lo lắng vô cùng Sau khi uống hết thì cô Lan rơi vào trạng thái liệm hoàn toàn Đóng cánh cửa phòng lại Cả bốn người bước ra bên ngoài Ông Long liền nói Thuộc đang ngấm rồi Tạm thời ngoài việc ngăn cản âm hàn xâm nhập Nó còn khiến ổn định lại huyết áp Cũng như máu trong cơ thể Sẽ giúp cho con bé có một giấc ngủ lâu dài còn lại chỉ biết trông chờ vào ngày mai thôi. Ba người còn lại im lặng, dường như là đang có rất nhiều các câu hỏi này sinh trong đầu của họ. Cũng gần 12 giờ trưa rồi, em mua sẵn thức ăn từ sáng, anh với hai cháu ngồi chơi, em đi nấu cơm. Ông Long khẽ gật đầu rồi dạo bước ra ngoài sân, sân cùng phụ mẹ vào bếp nấu nướng. Lúc này chỉ còn Minh đi theo sau ông Long ra mảnh sân nhỏ trước nhà, Đừng một lúc thì ông ta nói Cậu thanh niên này có lẽ là có điều gì muốn nói à? Mình dừng lại nó suy nghĩ giây lát rồi nói Nhìn vào hành động và cử chỉ của bác Tuy là chóng đông cạn Nhưng cháu cũng có thể đoán được Bác là người, người có đạo pháp cực mạnh Như là một âm dương sư Mạnh hơn cả khóc sư thời nay đúng chứ hả à? Âu lòng khẽ cười Mặt vẫn còn chăm chú nhìn vào chậu cây cảnh còn trẻ mà cũng tìm hiểu về ba cái này luôn hả? À? Đúng là kỳ lạ đấy. Cậu cũng từng thấy ai đó như ta sao? Mình không nói gì trong đầu của nó nhớ. Cách đây hơn một năm khi đi họp nhóm diễn đàn tâm linh, mọi người đã từng thảo luận về vấn đề này. Âm dương sư cực hiếm vì họ là những người thừa hưởng đạo pháp chính tông, chứ không như mấy ông thầy ba linh tinh như bây giờ. Họ mang trong mình nguồn linh lực chấn giữ ma quỷ cực lớn, nhưng lại ít khi lộ diện, hành tung kín kẽ, không ai biết là ai ngay giữa thế kỷ này. Có khi chúng ta đang đứng bên cạnh một âm dương sư mà không biết. Đang mãi mê suy nghĩ mình không hay biết ông Long đã đứng sau lưng từ lúc nào. Giật mình theo phản xạ tập võ, mình tính bật mạnh lùi về sau thì bị bất ngờ. Thế nhưng không, còn chiếc kịp vặn mình thì bị bàn tay đặt lên vai của mình từ bao giờ. Bỗng toàn thân của Minh tê dại, Chóng váng nặng như là búa tạ nóng bỏng vô cùng đứng trong đống lửa, hai chân run lầy bầy không vững. Chỉ bọn cánh tay đặt lên vai mà đã khiến cho Minh gần như liệm đi. Áp lực mạnh khủng khiếp chính là kiểu dương ngũ tuyệt của đạo gia. Kẻ sát vào tay cổ Minh ông Long thì thầm. Nếu biết những gì thì cũng đừng dại dột nó ra nhé chàng trai. Bỗng toàn bộ áp lực biến mất, Minh ngồi thụp xuống nền sân mà thở hồn hển mồ hôi nhĩ nhại. Ông Long cười lớn rồi bước trở lại vào trong nhà. 30 phút sau cơm nước đất đường dọn tinh tươm, ngồi vào bàn sân bắt đầu nói. Chính sự việc là như vậy, nên cháu bạn với mẹ là mời bác cùng cháu và thằng bạn lên tìm một chuyến điều tra rõ về vụ này, cần thiết mời công an vào cuộc. Ông Long khẽ gật gù. Để con bé Lan như vậy sao có thể được? Đây là chuyện liên quan đến hai mạng người. Ta phải đích thân đi chuyến này và cũng muốn xem càn nào độc ác thực sự đứng sau giờ cho ma quỷ Ngày ngày kia chúng ta sẽ khởi hành mà sao sáng giờ không thích cu con kia đâu bà hân liền đáp nó cũng mệt như là mẹ nhưng mà đỡ hơn nhiều chỉ là sống thông thường sáng em đút cho ăn tô cháo đầy uống thuốc mấy nay đã gần khỏi đang ngủ ly bìa trên tầng đó anh ông long gật gù vậy là mẹ của nó đã gánh hết cho nó bà hân liền lo no lắng Chuyến đi lần này chưa biết thế nào nành ít dữ nhiều, chiếu là tìm được chồng cô Lan để hai mẹ con cuối không phải chịu cảnh mẹ gá con côi. Nhưng mà ba bác cháu nhớ phải cẩn thận, vùng cao tây bắc các bạn làng lạ nước lạ cái, đến khách quê người làm gì cũng phải cẩn thận. Âu Long gần gù đáp, cái đó em gái không phải lo, anh đã ứng biến được, hai thanh niên này đi theo coi như là hỗ trợ. Sự việc lần này không chỉ do người bình thường nhúng tay vào, Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra trong chuyến du lịch của gia đình con bé Lan. Anh sẽ tìm cho ra trần tướng. Từ hôm đó ông Long đi ra sân dạo một vòng bấm đồn ngón tay nhìn lên bầu trời và tính toán. Có lẽ là gieo quẻ bói. Mình tính lại gần non liền hỏi. Bác tìm ra được điều gì không? Nhìn xa xăm về phía chân trời tây bắc ông Long tặc lưỡi có cái gì đó không bình thường nhưng rất mông lung mơ hồ giống như tà thuật nào đó chúng ta có thể ngày mai chuẩn bị mình không hỏi gì thêm nó bước vào nhà đi lên phòng đêm nay nó và sơn ngủ chung lên đến, đến phòng sơn đang lên mạng tìm hiểu một số thứ về vùng núi tây bắc các dân tộc cũng như phong tục tập quán của họ mình đi khỏi mặt của ông long tối sầm lại ông nhìn ra hướng phía cửa nơi bóng tối dày đặc bao phủ con ngõ trong bóng tối có những bóng đen mờ ảo lập lờ di chuyển lăm lè ngôi nhà khẽ rít qua kẽ rằng ông long gần lên khẽ khẽ để ta xem chúng mày rút cuộc là thứ gì sáng sớm hôm sau ông long và bà ngân đã dậy từ sớm để chuẩn bị trị liệu cho cô lan đây cũng là lần quyết định xem cô lan có thể sống được tiếp hay không trước khi mười hai giờ trưa mặt trời lên cao cô lan được tắm thảo dược tạm thời để hấp thụ ánh thái dương một cách tốt nhất. Ông Long đứng ở bên ngoài hiên, ông đi qua đi lại lầm nhầm tính toán. Nếu không có gì khác dự kiến đúng 12 giờ trưa nay, sẽ tiến hành điều trị cho cô Lan. Lúc này bà Ngân đang bận đôi nước để cô tắm, Sơn thì chạy đi mua vài món đồ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Thế ông Long đứng ngồi không yên minh tiến lại gần, nó hỏi, có chuyện gì không ổn đó bác? Cháu thấy bác cứ đi đi lại lại nãy giờ Ông Long ngừng lại ông nói Cũng không có gì Bác đang bấm một vài quẻ xem tình hình thế nào Nói chung thì cũng không tốt Mà cũng không xấu bình thường Mình im lặng nó không nói gì cả Âm dương sư như nó tìm hiểu Vốn là những người cực kỳ kín kẽ Trong lời nói và hành động Nếu như ông còn chưa rõ Thì mình cũng không tiện hỏi Ở trong phòng tắm Bà Hân Diệu em gái để dùng thảo dược đúng theo tỷ lệ công thức mà ông Long đưa. Mồn chậu nước to đồng bốc khói nghỉ ngút và có một mùi thơm rượu lan tỏa cả căn nhà, khiến cho tinh thần thư thái dễ chịu. Tắm bằng tin nước đó cô Lan thích cơ thể của mình khỏe hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều. Đúng là kỳ diệu. 30 phút sau lúc này đã là 11 giờ 30 phút trưa, bà Hân Diệu cô Lan ra phòng khách. Bây giờ ông Long mới nói, lấy một chiếc chiếu trải ra giữa sân để con bé ngồi khung chân tại đó. Theo như lời chỉ dẫn của anh, khi nào anh bảo ngưng lại thì lập tức đưa nó vào. Nếu như lời của ông Long tính toán thì hôm nay là một ngày đặc biệt theo tuần hoàn của trời đất rất lâu mới có. Ngày mà mặt trời lên cao nhất, ánh sáng thái dương trói trắng nhất. Mình dần thấy rằng điều ông ta nói là sự thật. Quả nhiên 11 giờ trưa, ánh mặt trời vàng rực khác thường hơn mọi ngày, tuy nhìn rất nắng nhưng lại mang đầy sức sống dường khí phải chăng nó có thể trục xuất được âm hàn ra khỏi cơ thể theo lời chỉ dẫn bà hân dìu cô lan ra giữa sân và ngồi xuống chiếc chiếu vừa tiếp xúc với ánh mặt trời toàn thân của cô run lên bần bật hai hàm răng va và vào nhau lập cập giống như đang phải chịu đựng một luồng khí lạnh giá vậy bà hân kinh ngạc nói ôi anh sao con bé lại giống như bị sốt rét có chuyện gì xảy ra sao ông long đền đáp khi âm trong cơ thể tà ác vô cùng, nó đang kháng lại Đinh lực của Thái Dương, không muốn thoát ra ngoài, bồng mạnh làm cho con bé Lan chịu cái lạnh thấu tim gan phát ra từ bên trong. Nhưng yên tâm, sẽ không bị lâu, rồi sẽ bị trục xuất ra ngoài. Quả nhiên đúng như ông nói, chỉ vài phút sau cô Lan buông thõng tay, người thử ra mồ hôi đầm đìa, có những làn khói rất mỏng và nhẹ bay ra từ cơ thể, giống như cô là người đông lạnh vậy. Đó chính là âm hàn khí thoát ra ngoài và bị ánh mặt trời thiêu đốt. Ngồi dưới cây nắng đúng 30 phút, cô gục ngã xuống nền đất và ngất liệm đi. Ông Long chạy lại đỡ cô lên, xem xét kỹ rồi nói. Rất tốt, âm hàn đã thoát ra hết, chúng ta thành công. Giờ cơ thể đang rất suy kiệt, cần bồi bổ tính dưỡng hai ba tuần là khỏi. Bà Hân và Minh mừng quính, bà chạy vội ôm lấy em gái và cõng vào trong nhà. Đàn cô lên giường và từ từ khép cánh cửa lại. Lúc này Sơn đã về chẳng đằng sau là một vài món đồ mua được. Nghe xong câu chuyện Sơn kinh ngạc, tiếc là nó không có ở nhà để chứng kiến cảnh chữa bệnh đó. Qua 12 giờ trưa, ánh nắng dần yếu rồi thất hẳn, bầu trời dâm mát và quang đãng. Gió nước trà ra bàn mới mọi người, Sơn liền nói. Mọi thứ cần thiết cho chuyến đi vài ngày cháu đã mua đủ, vẽ xe khách ba người cũng đặt sáng mai 5 giờ 30 ba người chúng ta sẽ khởi hành. Dự kiến từ đây lên Lai Châu sẽ mất khoảng 12 giờ đi xe khách thế hả? Ông Long gật gù nói, được, cứ quyết định như vậy, tối nay mấy đứa lo ngủ, còn sớm mai có sức mà đi, đợi dì Lan của mày tỉnh bác sẽ hỏi thêm một số chuyện. Chưa hôm đó do chưa nấu nướng được gì, Sơn phóng xe luôn đi mua hai cặp bún đồng trà to đùng về ăn trưa, Hai thằng Sơn và Minh ăn nhanh gọn lẹ là bởi khi nãy ngày đứa nó nói chuyện gì đó về việc mà Sơn trao đổi với Minh. Nó có một chỗ mua dao găm rất tốt mà giá lại ok. Chuyến đi này đề phòng nguy hiểm cứ có vũ khí trong người cho chắc. Ăn uống xong xuôi hai thằng lên xe và phóng ra đầu ngõ. Chỗ mà Sơn đưa Minh tới là nhà của một người quen. Nhà ông này có bán rất nhiều loại dao tự vệ chuyên dụng có thứ này sẽ an tâm hơn rất nhiều. Đến chiều khi mà cô Lan tỉnh lại, nhìn thần sắc đã tốt hơn nhiều, ông Long tiến vào trong phòng và nói chuyện. Ông hỏi chi tiết lại việc lá thư và nguồn gốc câu chuyện. Sau khi nghe hết và mơ hồ đoán được nguyên nhân nào đó, ông đã vạch sẵn trong đầu cả một kế hoạch chu toàn. Chuyến đi lần này ông sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện. Đêm hôm đó sau khi nói chuyện phiếm chán chê, Hai thằng Minh và Sơn cũng neo lên giường đi ngủ để mai dậy sớm cho kịp chuyến xe. Ngoài hiên nhà hướng ánh mắt lên bầu trời quan sát những chòm sao, ông lòng cười nhẹ. Có lẽ kẻ cũng đang đợi ông rồi. Sáng hôm sau, ba bác cháu dậy sớm chuẩn bị ăn uống vệ sinh cá nhân rồi bắt taxi ra bến xe. Do đi sớm cho nên xe chỉ có ba người, có lẽ quãng đường gần 500 số sắp bắt thêm nhiều khách nữa. Sau khi đã yên vị trên xe, mình lấy tai phone ra bật một bản nhạc quen thuộc và bắt đầu nghe. Sơn chăm chú vào việc tìm hiểu tài liệu vào vùng núi Tây Bắc. Ông lòng mắt nhắm nghiền giống như đang tụng kinh. Đúng giờ khởi hành chiếc xe đang lăn bánh ra khỏi bến, địa điểm tới là vùng Tây Bắc thẳng tiến. Đi được chừng 30 cây, bây giờ bác Tài mới nói vọng xuống. Bà bác cháu đi lên Tây Bắc mùa này du lịch hả? Dạ vâng đúng rồi, con cháu cũng chưa dành cho nên đi đâu Vẫn đang phải tìm hiểu trên mạng bác ạ Ông tài xế cười Ông ta nói Lên Tây Bắc chủ yếu là thăm núi rừng trùng điệp Thường hoàn cảnh quan Cũng như nếu ai mà ham học hỏi Thì hãy đi lên những bản làng Tìm hiểu văn hóa của các dân tộc Ít người cũng rất thú vị Sân liền cười mà đáp Dạ vâng cháu cũng nghĩ vậy Đi được tầm khoảng 3 tiếng thì chiếc xe chở ba người tấp vào một trạm dừng chân ở bên đường. Sơn thắc mắc sao đất đi cả trăm cây mà vẫn không có một ai khác lên xe. Không lẽ mùa Covid này ngành du lịch lại biết bát như vậy? Ba bác cháu bước xuống xe thì ông Long đảo mắt quan sát một lượt. Mình vẫn lắc lư theo nhịp điệu. Ông tài xế nói. Ba bác cháu ăn sáng thì vào kia họ làm cho. Bốn vợ ở đây ngon lắm. Rồi mua gì thì mua. Ông Long khét gật đầu cả ba tiến vào bên trong. Chạm dừng chân này như bao nơi khác cũng bày đủ thứ kẹo bánh trái. Bà chủ quán thấy như vậy thì đòn đà mời chào. Chưa ăn sáng cho nên bà bác cháu cũng đói, liền gọi ngay ba tô bún mọc. Vừa ăn nông nông vừa nhìn xung quanh, sáng giờ mắt ông cứ giật liên hồi cảnh báo. Ông đoán được kẻ kia đã bói ra được chuyện ông và ngay thằng cu này lên Tây Bắc xa xôi để mà tìm người. Chính vì vậy mà ông đã có những chuẩn bị trước. Bỗng một ánh nhìn sắc lẹm thu hút sự chú ý của ông cứ một kẻ làm mặt ngồi trên ghế nhựa nãy giờ nhìn ba người chầm chầm không chớp mắt. Ánh mắt của hắn vô hồn mờ đúng như một cái xác chết vậy. Cảm thấy ở đây lâu không ổn, ông dùng hai đứa kia ăn nhanh rồi cả ba thanh toán sau đó tiến ra ngoài sân. Lúc này tài xế đang tranh thủ bắn vi thuốc lào, ông lòng nói lớn, đi thưa bác tài, kẹo trễ giờ của bọn tôi. Nghe vậy ông tài xế ới lên một tiếng rồi vội vã trả lại cái điếu rồi chạy luôn ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời chạm theo sau là ánh mắt của kẻ lạ mặt kia đang nhìn. Ông Long vẫn chưa kể rõ nội dung vụ việc cho thằng Minh và Sơn biết. Ông tính là để tới thành phố Lai Châu thì sẽ kể. Gần 6 giờ tối, chiếc khách đã có mặt tại bến xe thành phố Lai Châu, Tây Bắc Bộ, trong suốt quãng đường thì cũng có thêm vài người khách nữa lên xe và họ cũng đến thành phố này. Xuống xe ba người đảo mắt nhìn ngó xung quanh, Sơn nhanh trí vẫy một chiếc taxi. Cả ba leo lên xe Sơn nói, Tới nhà nghỉ Hoa Anh Đào nhé chú. Ủa sao mày danh vậy? Mày tới đây rồi hả? Đâu có, đọc mấy cái bài review của mấy người đi trước trên Facebook này, họ hướng dẫn các điểm đi đấy. Ờ à, sao là vậy, không tiện lợi phết nhỉ? Sau 15 phút đi taxi cả ba có mặt tại nhà nghỉ Hoa Hướng Dương. Đừng dân du lịch review là giá thành ok chất lượng tốt. Thêm một phòng rộng ba giường ba bác cháu đừng tiếp tân dẫn đến đầu. Vất bệnh chiếc bàn lô xuống nệm, Sơn nằm úp xuống vươn vai. Quả thật là ngồi xe 12 tiếng đồng hồ ê ẩm hết cả mình mẩy. Sau khi tắm rửa xong xuống phố lượn lờ ăn uống, cả ba quay về phòng cũng đã là chỉ là tối, Lúc bấy giờ ngồi khoanh chân trên nềm ông Long bắt đầu nói Hai đứa có biết câu chuyện thực sự đứng sau sự việc chồng của dì Lan mất tích hay không? Sơn và mình lắc đầu liền hỏi Dạ không, thực ra bọn cháu cũng khúc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra Ông Long gật gù ông bắt đầu kể Hôm qua dì Lan của mấy đứa đã kể cho bác nghe câu chuyện nó như thế này Ba người cùng quay ngược dòng thời gian về thời điểm vài tháng trước khi cả gia đình cô Lan đi lên Tây Bắc để du lịch. Chồng của cô Lan tên là Thành, ông này là một tay buôn thứ thiệt và có rất nhiều mối làm ăn trên mạng biên giới, đông Tây Bắc Bộ. Nhân dịp có một mối lớn trên Lai Châu, sẵn dịp có người quen mũ mời lên đó để du lịch. Vậy là ông Thành cũng đưa hai mẹ con cô Lan đi cùng, lầu lầu cho vợ con đi chơi xa, âu cũng là lẽ thường tình. Cả gia đình lên tới thành phố Lai Châu, người bạn quen kia là dân rất sành sỏi nơi này. Ở đó rất họ đi thăm thú rất nhiều nơi. Cô Lan ngỏ ý muốn tìm hiểu phong tục tập quán của bộ phận các dân tộc ít người, cũng như ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc mùa này hoa nở đẹp. Họ làm một chuyến đi lên cao hơn mạn rừng núi để trải nghiệm. Nhờ đi nhiều có kinh nghiệm Người bạn kia biết một bản làng mà quanh năm thi thoảng cũng có khách du lịch ghé để thưởng ngoạn. Nơi đây cũng nằm ở vị trí cực đẹp phong cảnh hùng vĩ núi non trùng điệp, mùa hoa rừng nở như là một bức tranh thủy mặc. Bản làng này của người Mường do đã quen với người kinh nhiều cho nên họ rất hiếu khách. Già làng cũng thấy khách du lịch thì hồ hởi đón tiếp. Tuy nhiên chuyến đi này đúng là một đại nạn. Cô Lan vốn là một người con gái rất đẹp, cùng hai chị em một mẹ sinh ra nhưng cô đẹp hơn bà hơn rất nhiều khuôn mặt thanh tú mũi sọc dừa và làn da trắng bóc nên làm cho ông thành say cô điên đảo ngay từ lần đầu đến gặp ba người lên bàn vùng cao chơi cô đã lọt vào mắt xanh của một kẻ đó là giàng a páo thể mo của bản đây là một gã nghiện rượu hắn phụ trách việc cúng bái mưa thuận gió hòa và các nghi lễ truyền thống của bản ngày hôm đầu tiên lên đây ạ à báo đã say cô lan lấm nét nhìn trộm cô suốt cả ngày trong những lúc cô đi dạo cùng thằng cô bé à báo lầm lỗi bám theo như là một kẻ cuồng dâm biến thái chiều hôm đó đang quan sát các mẹ say bột làm bánh thì cô lan giật mình khi thấy có một người đang nằm chằm nhìn vào mình bằng một ánh mắt thèm thòm đói khát cậu khẽ hỏi một người phụ nữ bà ấy nói rằng đó là thầy mo của bạn. Đã biết là thầy mo nhưng không hiểu sao Cô Lan vẫn rợn rợn trong người Và nôn nao trong lòng Một hai ngày sau ở lại bàn Cô cứ đi đâu làm gì Kể cả khi đi với chồng Và người bạn kia Cấu như là đi với già làng Là lão thầy mo kia cứ lù lù bám theo Từ hôm đó cô đem chuyện Kể ra với ông Thành Ông cho rằng vợ đang quá lo lắng suy nghĩ Thấy cái đẹp ai cũng vậy ủng hộ đây là bản làng văn hóa ông ta lại là thầy mo ông ta sẽ không dám làm gì nhưng ông thành đã sai ngày đêm đó bằng một tà thuật tà ma dị quỷ nào đó lão thầy mo đã chui vào được trong căn nhà sàn nơi ba người ngủ hắn dùng đôi bàn tay gầy guộc thô giáp xoa lên cặp giò trắng nón mịn màng của cô lan trong cơn mê cô nhăn mặt cảm giác như ai đang đó sờ mó cơ thể của mình mà mắt ra dưới ánh đèn dầu tù mù thiết đập vào mắt của cô là một khuôn mặt biến thái của lão thầy mo nhưng lão chỉ có một nửa phần trên bên dưới là một đám khói đỏ chuẹt cô lan rú lên kinh hãi vang vọng cả căn nhà ông thành cùng người bạn đang ngủ ngoài gian giữ giật mình tỉnh giấc họ phi luôn vào căn buồng nơi cô. thấy cô đang hoảng hốt tột độ ngồi co do trong góc phản nước mắt giàn rụa ông thành ôm vợ an ủi và hỏi rút cuộc có chuyện gì cô lan kinh hãi kể lại sự việc và chứng kiến và khẳng định đây không phải là ác mộng nghe đến đây thì minh và sơn vô cùng kinh ngạc nếu cô lan không gặp ác mộng thì câu chuyện này đúng là lưu trai chí dị ông long lại tiếp tục kể sáng hôm sau ông thành cùng với người bạn tới gặp già làng thực ra trong đầu của ông thành vẫn nghĩ vợ mình suy nghĩ nhiều thành ra mê rằng chứ người gì có mỗi thân trên lại truy vào nhà nó lại được gọi là quá hoang đường Nhưng do thái độ cô Lan hoàng sợ và quả quyết là mình không mơ Cho nên ông Thành quyết định đi gặp già làng để nói chuyện Ngay xong câu chuyện già làng cho gọi thầy Mo A Báo tới ba mặt một lời Đối diện trực tiếp với cả thầy Mo Ma Quái này Ông Thành thấy lạnh cả sống lưng Nhìn mặt của lão ta ánh lên một vẻ gian ác và bất lương Nghe người khác buộc tội của mình như vậy Dĩ nhiên là A Báo sẽ lên đành đạch và cho rằng đám người dưới xuôi này lên đây để kiếm chuyện đặt điều vu khống quả thần ông thành cũng khó nói vô cùng vì chả có căn cứ nào cho việc hoang đường mà vợ ông gặp phải xin lỗi già làng ông thành liền xin phép về nhưng quả thần ông đã để ý lão thầy mo và không hề có mấy thiện cảm với con người này ông thành không biết được rằng ông đi khỏi rồi lão thầy kia nhìn theo ông và người bạn bằng con mắt đầy tử khí về đến nhà sàn ba người quyết định ngày mai trở về thành phố Lai Châu và không ở lại đây nữa. Nhưng họ chưa kịp đi thì ngay đêm đó cả ba người đã phải chứng kiến những sự việc hãi hùng. Người bạn của ông Thành không biết chập tối đi đứng kiểu gì vấp ngã, tay bị cắm xuyên qua cọc hàng rào, máu chảy linh lắng. Ông ta kêu gào văng dội cả bản. Già làng vội vàng cho mấy thanh niên lực lưỡng bằng bó cấp tốc rồi đưa xuống trạm xá dưới chân núi. Trước khi đưa đi người bạn này gần như hôn mê do mất nhiều máu và đau đớn. Ông nắm chặt tay của ông Thành thở hồn hển và nói Đi khỏi đây, nhanh chóng khởi khỏi đây. Rồi ngất liệm đi máu nhỏ tong tong xuống nền đất. Ông Thành bằng hoàng kinh hãi sự việc ập tới quá nhanh khiến cho ông trở tay không kịp. Đi luôn trong đêm này sao có thể chứ? Xe cổ không có, ít nhất phải nán lại đêm nay đợi chuyến sớm nhất vào sáng mai. Đêm đó hai vợ chồng thao thức không ngủ được Cô Lan ra gian nhà ngoài nằm cùng chồng Cơ nghĩ tới việc nằm trong cái gian buồng chật hẹp kia Và hình ảnh quái dị của lão thầy mo Lại khiến cô lạnh cả sống lưng Gần 2 giờ sáng cả hai người mới chợp được mắt Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên Đông Thành Thấy có mùi gì đó tanh tanh phảng vất trong không khí Mùi tanh rất khó chịu Nó cứ phẳng trong căn nhà Ông nhào mắt lại ngồi dậy xem cái mùi khó chịu kia nó phát ra từ đâu. Ông cứ đi đi cầm cây đèn dầu mò mỏ mẫm khắp gian nhà để tìm kiếm. Vừa đi vừa ngửi, ông Thành bỗng nhiên gần lại. Mùi tinh nồng đậm phát ra từ trong góc nhà. Cầm cây đèn dầu dưa lên cao để xoay cho rõ. Trong khoảnh khắc ông Thành rú lên một tiếng kinh hãi vang dội cả bàn. Cô Lan nghe thấy tiếng rú của chồng thì cũng hoảng hốt giật bắn mình bật dậy ông thành kinh hãi ngã bồ người ra đằng sau hất văng luôn cây đèn dầu xuống sàn nhà trước màn của ông ta trong khoảnh khắc có một người nhỏ thợ tóc tai dính vết vào nhau ngồi thu lưu một xó nhà kinh dị hơn là người đó dính đầy máu máu nhỏ tong tong đầy nhụa tanh tưởi còn làn chạy lại đỡ chồng ông thành á khẩu run rẩy không đứng lên được tay run run chỉ vào góc nhà mà nói Cậu, có ma Cây đèn trên tay ông rơi xuống sàn vỡ vụn, dầu chảy ra linh láng thắt ngấm. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn ánh sáng duy nhất của cây đèn còn đại trên bàn. Còn Lan nhanh chóng rượu chồng đạp cửa chạy ra ngoài sân. Sân trong bàn nghe tiếng hét hãi hùng của nhà nào nhà nấy sáng đèn. Một vài người đàn ông chạy tới xem có chuyện gì. Thần không thể biết phải diễn tả câu chuyện đó như thế nào. Hai vợ chồng ông Thành cứ ngơ ngác hoang mang. Đêm hôm đó họ phải ngủ lại nhà già làng. Ngày sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng ông Thành lập tức rời khỏi. Họ chào già làng rồi nhanh chóng đi khỏi để kiểm bập người vận chuyển quen đưa họ lên đây. Lúc lên đây cứ vậy thì men theo con đường thoải thoải không dài lắm mà sau khi xuống hai vợ chồng cứ có cảm giác nó rất xa, giống như là bị đi lạc vậy, giống như là bị ma che lối. Đã đi bộ gần một tiếng đồng hồ mà cả hai quanh quẩn tại con đường đó không sao thoát được để tới chỗ hẹn lúc này cô lan đã ngầm đoán được điều gì tuy nhiên một giọng nói lanh lạnh vang lên từ đằng sau khiến cho ngay vợ chồng giật mình chúng mày nghĩ là tố cáo tao dễ sao cả hai người quay lại chính là lão thầy mo lão ta đã đứng đó từ bao giờ Âu thành nóng mặt tay năm năm đắm đấm ông liền hết lớn thằng chó rút cuộc mày đã dở trò gì con vợ mày đẹp nó đẹp lắm ta muốn cưới nó ta muốn quan hệ với nó. Thật không ngờ những lời chơi cháo như vậy mà hắn cũng nói được. Ông Thành điên tiết lao lên rồi hét, này thì muốn này. Ông vùng cú đấm vào trúng mặt của lão thầy mo, ăn cú đấm bất ngờ tối tăm mặt mũi, dường như thuận che mắt của lão mất công hiệu. Trong thoáng chốc hai vợ chồng thấy con đường dần trở nên như lúc lên đây có biển báo đàng hoàng. Ông Thành không chần chừ dắt tay cô Lan lao nhanh xuống dưới, mặn cho lão à báo nằm riêng gì trên mặt đất. Lão ta lùng cũng bỏ dậy rít lên độc ác. Tao sẽ cho hai đứa mày chết không toàn thây. Ngay đến đây Minh và Sơn nổi ra gà. Vậy là hai vợ chồng chú Thành đã đắc tội với lão ta. Nhưng có một chi tiết khó hiểu là tại sao một lão mo bình thường lại bản vùng cao lại có năng lực mạnh như vậy. Ông Long trầm ngâm suy nghĩ rồi nói có thể lão ta là một thầy phù thủy ẩn giật dưới danh nghĩa thầy mo nói chung mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi chúng ta lên đó dị lan của mấy đứa đã đưa bác số điện thoại của người dẫn đường vận chuyển mai chúng ta sẽ lên bàn đó sớm tìm ông thành chắc chắn ông ta đã lên bàn tìm lão để mà thanh toán mình và sơn gật đầu ba người cùng tắt đèn đi ngủ trong đầu của họ bây giờ đang miên man suy nghĩ về chuyến đi ngày mai một chuyến đi đầy nguy hiểm sáng sớm hôm sau người vận chuyển đã có mặt sau khi biết ông long là người quen của vợ chồng ông thành cô lan người đàn ông này tỏ vẻ rất điểm nở do ông ta và ông thành có mối quan hệ khá tốt ông long tiện đây cũng dò hỏi vài chuyện người đàn ông kia cũng cho biết mấy hôm nọ ông thành cũng lên đây một mình và nhờ ông ta trở lên bản hôm nọ và không thấy liên lạc gì tới hôm nay đúng như những gì viết trong thư ông thành đã liên tin chỗ này Gần 9 giờ sáng thì cả ba đã có mặt tại con đường. Từ đây họ phải đi bộ lên tầm khoảng một cây số nữa. Ông Long chào người lái xe và dặn dò anh ta một suốt câu chuyện. Sau đó bà bác cháu tiến về phía bàn. Đi bộ tầm gần 30 phút thì ba người có mặt trước cầm của bàn làng. Giờ này chắc mọi người đã lên dãy cả rồi. Trong bàn chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Nhưng nó có vẻ vắng vẻ hơn so với thường ngày. Tiến sâu vào trong bàn ông Long chỉ cảm thấy nồng đậm mùi từ khí. Thi thoảng lại gặp vài ba đứa trẻ con chạy qua chạy lại, chúng tò mò khi thấy người lạ. Khác hoàn toàn so với lời kể của cô Lan, bàn làng này âm u vắng lặng và có cái gì đó kỳ lạ. Đi một hồi thì dừng lại trước một căn nhà khá to và cầu kỳ, ông Long đoán có lẽ đây là nhà của già làng. Quả đúng như vậy, khi ông gõ cửa hỏi han thì đây chính là nhà sàn của già làng trưởng bản ông ta mời ba người vào trong để nói chuyện ngồi xuống chiếc phàn cũ kỹ kêu ọp ẹp ông long mở lời trước xin hỏi hình như gần đây bạn ta có đám tang thì phải tôi thấy quanh nơi đây nồng nặc mùi tử khí rót ba ly trà mời cả ba ông già buồn bã đáp ông nói đúng lắm Độ gần đây một tháng bản chúng tôi liên tiếp xảy ra nhiều sự việc đau lòng. Ba vị lên đây chơi lúc này là không hay rồi. Đầu tiên là chó gà bò lượn của bà con cứ như vậy lăn ra chết. Hết ra súc chết lại đến người chết. Từ đầu tháng tới giờ đã có sáu người chết. Cứ buổi sáng còn khỏe mạnh đi nương về, tới đêm là thổ cả huyết ra mà chết. Ngày cách đây mấy ngày chết cũng vừa có người chết xong. Nhiều thầy thuốc trong bản cố gắng tìm hiểu nguyên nhân mà không được. Khi chết xong thì nhìn cơ thể của họ teo tóp rất đáng sợ. Ngay đến đây thì Minh liền thắc mắc. Tại sao nhiều người bị như vậy mà già lại không mời hẳn các bác sĩ dưới kia lên để tìm hiểu? Già làng liền lắc đầu thở dài. Toàn bộ đồ tử mà chết, biểu hiện như là bị trúng gió trước đó lại không có biểu hiện bệnh thật gì. Bây giờ mà đi mời ông bác sĩ tận dưới kia lên đây, đường xa xa xôi lại tốn kém thôi thì chôn họ luôn vậy. Nếu đây là một dịch bệnh truyền nhiễm khả năng đột tử cao, xem chừng tình hình bán báo động. Nhưng hình như không phải. Cái mà ông Long lo lắng nó là cái đó khác. Nó là một cái gì đó khác. Nó không phải là dịch bệnh. Đang ngồi im thì bỗng ông Long nghe đâu đó có tiếng khóc. Ông liền hỏi ra làng trả lời. Ta là đám tang con trai của bá cha. Cũng vừa chết đêm qua. Đêm này đã mang ra nghĩa địa. Ông Long liền nói. Dạ làm ơn đưa tôi đến đám tang được không? Dạ làng đồng ý ba bác cháu liền theo chân dạ làng sang nhà bá cha để thăm dò. Tới đây thì người là khóc thảm thiết trên tấm ván gỗ đặt giữa nhà. sang người nằm ý bất động được phủ một lớp vải. Lão tế mo đang nhảy múa loạn xị ngậu. Hai thằng Minh và Sơn nhìn chằm chằm Minh liền thốt lên. Lão thì mo kìa. Ông làm bám vào vai của Minh ra hiệu im lặng thấy trong đám tăng xuất hiện ba kẻ lạ mặt lão thầy mo vừa làm lễ vừa đứt cầm mắt gian rào dè chừng ba người không khí tăng tắc bao trùm khắp nơi nhưng ngần khuất trong đó là một cây chết đau đớn tức tưởi không rõ nguyên nhân biết mình là khách ông long không muốn hành động bừa bãi tạm thời ngồi xuống vài như có một vị khách tới chia buồn cùng gia đình người đã khuất ngồi im và quan sát ông thấy Bề ngoài lão thầy mo kia đang múa máy quay cuồng những điệu nhảy mà nôm na có thể hiểu là trong tín ngưỡng của người dân tộc ít người. Nó giống như là tiếng người chết về nơi chín suối vậy. Tuy nhiên là lão thầy mo này lại sạc lên một mùi tà khí nồng đậm. Già làng tới ngồi bên cạnh ông ta nói Đây là anh con cả của gia đình bá cha. Giờ anh này chết rồi gánh nặng sẽ đè lên anh con thứ đang nói chuyện thì một người đàn ông tầm 70 đi lại gần phía bốn người đang ngồi. Ông ta nắm tay của già làng về mặt buồn sâu thẳm. Có lẽ đây là cụ bá cha, người cha của cái xác đang nằm kia và là bạn của già làng. Như cảm thông sâu sắc với bạn của mình, Già Làng cũng dùng những lời động viên an ủi thật lòng. Nhận thấy đây là dịp tốt ông Long lại gần rồi nói Xin lỗi vì chúng tôi là người lạ, nhưng lại tự ý vào đám tang này mong cụ bỏ qua. Nhìn qua ba người ông Long già làng nói rằng họ là khách du lịch tình cả lên bàn chơi, đúng vào cái dịp không thuận lợi, lấy có đám tàng người chết cho nên muốn chia buồn cùng gia chủ. Ba cha nghe vậy cũng cảm kích vô cùng khẽ cúi đầu. Ông Long cũng cúi đầu ngược lại ông nói, xin hai vị già làng cho tôi được nói câu này, tôi cảm thấy gần đây cái chết của mọi người trong bàn không bình thường. Bản thân tôi cũng gọi là có chút hiểu biết về đạo pháp, Xin phép hai vị già cho tôi được tìm hiểu chuyện này. Bác chàng nghe vậy thì liền hỏi. Vậy ông cũng là thầy phù thủy sao? Nhưng cũng vô ích thôi. Thầy mọ à báo cũng không giúp được gì. Ngoài cho người chết được siêu thoát. Quan sát xung quanh ngông long liền tiếp. Hiện tại đang đám tăng con trai của già tôi không tiện nói. Để xong xuôi chúng ta sẽ nói riêng việc này. Đến 12 giờ trưa thì đám tăng tổ chức xong Lúc bấy giờ người dân bản ai về nhà nấy, ở lại nhà cụ bá cha chỉ còn vài người già cả trong làng và mấy thanh niên phụ giúp. Ngồi trên chiếc phần gỗ rất một trà hoa rừng, đưa tận tay ông Long cụ bá cha liền nói, thực sự có thể biết được gì. Ông Long đoán lấy ly trà đưa lên miệng uống một ngụm ông nói, tôi ngầm đoán được rằng sự việc trong thời gian ngắn lại nhiều người chết như vậy, át hẳn là có nguyên do. Tuy là Ông Long ngập ngừng Có vẻ như có điều có nói nhìn thấy vậy già làng lên tiếng Ông yên tâm đi Cô bá cha đây là một người hiểu biết rộng rãi Lại sâu sắc giống như là giếng khơi Có gì ông cứ nói Nghe vậy ông Long liền tiếp Để khẳng định thêm lập luận của mình Tôi xin hai vị cho tôi được xem xét thi thể của người chết gần đây Công chính là con trai của cụ bá cha đây Hai già nhìn nhau dây lát sau cụ bá cha nói Được nếu nó giúp ông có thể tìm được nguyên nhân thì ông cứ làm. Vừa đúng lúc đó gã thể mo từ ngoài sân tiến vào bên trong, đứng trước mặt năm người ngắn nói. Cô bá, giờ tiên sắp tới chuẩn bị xác đi táng thôi, tránh để lâu trong nhà. Ma quỷ sắc quấy nhiễu, ra làng liền nói. Thầy mò à báo xin dừng lại một chút để cho vị khách người kinh này xem xét thi thể, tìm nguyên nhân cái chết, sau đó mang đi chôn cũng chưa muộn. Nghe thấy đó thì A à Báo giận dữ hẳn giọng Người đó là do phạm sai lầm ma quỷ bắt đi đắc tội với chúng. Nay tôi làm lễ chấn giữ cũng như xua đuổi và bảo vệ cho linh hồn của họ. Chứ chả còn nguyên nhân nào ở đây. Nếu cứ để như vậy ăn gây hậu họa lớn cho bạn. Hai vị già làng nhìn nhau ái ngại ông Long nhìn A à Báo ông nói. Thầy mò A à Báo đây thật có lòng tốt lo cho cả bạn này. Tuy nhiên ông lấy lý do những người chết đắc tội với ma quỷ và bị chúng bắt đi rồi ông làm lễ xua đuổi chấn giữ. Tôi đoán đến nay cũng chục cái lễ trong vòng một hai tháng qua, nhưng mà xem chừng vẫn còn nhiều người chết quá. Xem ra lễ của ông không có kết quả, ông sai lầm rồi đấy. Ngay tới đó, A à Báo nghĩ rằng kèn kết đùng đùng nổi giận. Lập tức cơ thể đột ngột phát ra, một sát khí ngột ngạt kinh người và áp lực tám môn ngoại đạo khiến cho căn phòng phút chốc bỗng lạnh thấu xương áp lực vô hình nên bốn người bình thường khiến họ chóng vắng cả đầu óc. Sơn và Minh vô cùng kinh ngạc và sừng sốt khi phải chịu đựng luồng áp lực này. Ông Long liền đưa ly lên nhấp một ngụm trà nhỏ. Từ người của ông lập tức tỏa ra khí nóng dương lực chấn giữ hàn khí để ngừng áp lực của lão thầy mo. Hai luồng khí chạm vào nhau làm cho những miếng ván xung quanh ghé rung lên bẩn bật. Căn phòng đang lạnh lẽo dần trở nên ấm áp bốn người kia cũng thoát cả mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, luồng hàn khí này chính là đã xâm nhập vào người cô Lan, đây chính là gã thầy mo mà ông Long gần tìm. Biết đã gặp cao thủ thể mo A Báo thoáng chút kinh ngạc, nhưng lập tức lấy được bình tĩnh, hắn đưa đôi mắt rắn ác nhìn năm người đang ngồi, rồi quay người bước ra cửa nói vọng lại. Có chuyện gì xảy ra với bản, hai ông già sẽ chịu hậu quả. Hai ông già nhìn nhau tỏ khó xử Lúc bấy giờ cụ bác cha nói Thôi vậy chúng ta làm nhanh đi Tránh để lỡ giờ đẹp mà thầy mò sắp xếp Năm người tiến ra dàn, dàn giữa Nơi đặt xác con của ông Xác chết được đặt nằm trên tấm ván gỗ phủ một lớp vải Xung quanh là các đồ lễ cúng Ông lòng tiến lại gần và từ từ kéo tấm vải phủ xuống Nhìn xác chết mà ngay thằng Minh Sơn không khỏi dùng mình Cái xác nhằn nhúm cỏ quắp nhìn rất ghê sợ ông long đưa bàn tay nắn các cơ thể của cái xác các huyệt đạo hay nội tạng đều thăm dò quay sang cô bá cha ông hỏi xin hỏi cô trước khi con trai cô chết đêm qua ông có thấy biểu hiện gì trong vài ngày gần đây cô bá cha suy nghĩ giây lát rồi nói tôi cũng không có để ý lắm công việc hàng ngày thì cũng chỉ là nên nương giấy đồng áng tối về thì chăm lo gia súc gia cầm không có gì đặc biệt ông long nghe xong thì thấy hơi kỳ lạ ông hỏi Thực sự là không có gì khả nghi hay kỳ lạ chứ. Cậu bác cha lại nhau mày suy nghĩ, một lúc sau ông ta nói. Không biết việc này có gọi là kỳ lạ hay không, đúng là hai ba ngày gần đây, thằng con trai của tôi ít nói hơn mọi khi. Hay nói đúng hơn là gần như không nói gì, cả ngày chỉ nói một hai câu, lại rất lầm lì. Sáng dậy từ rất sớm đi dẫy lên tới khi mặt trời lặn hẳn mới về. Về tới cũng ăn vội vàng rồi đi ngủ ngay, Tôi thì cũng không để ý gì lắm vì tính con tôi xưa nay vốn yên lành ít nói nhưng như thế kia thì đúng là hơi kỳ lạ. Lúc bấy giờ ông Long khẳng định chắc chắn suy luận của mình ông nói Vậy thì đúng rồi để tôi nói cho cụ biết. Ông con cả của cụ ít nói càng ngày chỉ nói một hai câu không phải là ông ta không muốn nói mà là do cái miệng của ông ta không nói được. Những lời mà gia đình cụ nghe được là của người khác. Bốn người còn lại nghe ông Long nói vậy vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Lấy trong túi đồ nghề ra ngay kề kẹp, ông Long đút vào miệng sang chết banh ra. Lúc bấy giờ bốn người kia mới lại gần nhìn cho rõ, lập tức cả bốn tá hỏa, riêng mình và Sơn giật bắn mình lùi lại phía sau bởi cảnh tượng trước mặt. Trong khoang miệng của cây xác không hề có lưỡi, cả khoang miệng trống hoác đen xì. Cậu bá và già làng kinh hãi không kém, cả hai run lên bẩn bật. Vậy, và những lời tôi nghe được phát ra từ cuốn họng của nó là ai nói? Là tiếng nói của tà thuật, là của kẻ chủ mưu. Lúc bấy giờ ông ấn mạnh vào bụng cái xác rồi nói Cái xác này không hề có nội tạng Hay nói đúng hơn hai ba ngày hôm nay Người mà cụ nhìn thấy lên dãy làm đồng tối về đi ngủ chỉ là một cái xác sống Cả bốn người kinh ngạc tột độ khi nghe ông Long nói vậy Để chứng minh cho luận của mình Ông lấy trong hộp đồ nghề ra một cây dao nhỏ loại dao chuyên dùng trong giải phẫu. Cẩn thận dành một vệt rất ngọt vào giữ bụng sắc chết, ngay lập tức một tin nước đen sì chảy ra. Nó chảy nhỏ tong tong xuống sàn nhà, bốc mùi khó chịu như là nước cống. Nhìn cảnh tượng đó Minh và Sơn lậm giọng muốn ói. Cổ bá cha bàng hoàng ông ta quỳ gục xuống toàn thân run lên. Trời đất ơi, con tôi bị sao vậy? Ông Long liền thở dài. Có kẻ đã hãm hại ông ấy và giết chết ông ấy từ mấy ngày trước rồi. Sau đó thì dùng quỷ thuật để điều khiển cái xác chết theo ý của hắn ta. Để một hai ngày nữa thì cái xác chết ngay trước mặt người thân của họ. Không rõ nguyên nhân khi đang còn sống sờ sờ như vậy, ai cũng sẽ nghĩ họ đột tử mà chết, lại không hề biết nguyên nhân thật sự ở đằng sau. Cô bác cha nước mắt giàn rụa lăn dài trên khuôn mặt già nua khắc khổ. Ông ta nói không nên lời. Vậy ai, ai là người đã ra tay làm chuyện này? Ông Long im lặng, ông đang suy nghĩ một điều gì đó trong đầu nhìn cụ bá cha ông long liền nói ngày mai tôi sẽ có câu trả lời cho cụ còn bây giờ cụ lo mai táng cho ông con cả đi mong ông ấy siêu thoát cuối đầu chào cụ bá cha ông long cùng già làng và hai thanh niên ra về về đến nhà bốn người ngồi xung quanh tại chiếc bàn nhỏ đặt ở gian giữa già làng liền hỏi ông long đây có chắc là ngày mai sẽ có câu trả lời cho cụ bá không Đưa lý nước lên miệng, ông Long không nói gì chỉ thở dài. Một lát sau ông liền hỏi già làng. Phiền già cho tôi hỏi một vài chuyện như thế này. hình như là có vẻ ông thầy Mo A Báo không phải là người ở đây phải không? Nghe ông Long hỏi vậy thì già làng cũng thoáng ngạc nhiên. Ông hỏi lại, sao ông biết? Như vậy là suy luận của ông Long là đúng ông nói. Sở dĩ tôi đoán như vậy là khi tiếp với người thầy Mo này, cái chất giọng của ông ta tôi nghe rất lạ. Không phải người ở đây mà cái kiểu cách nói chuyện hay hành xử cũng có gì đó kỳ lạ. Nghe ông Lòng phân tích già làng gần gũ ông ta nói, ông nói đúng. Thật ra thế mõ A páo không phải dân của bản này. muốn nằm trước có một người từ dưới xuôi lên bản này. Ban đầu chỉ là thăm thú cảnh đẹp nhưng sau đó ông ta lại xin ở lại bản. Ngày này có biết chút y thuật lại còn biết cả cúng kiến xem bói. Mà đúng là trong một số trường hợp linh ứng thật. Mọi người dân bản thế vậy đề nghị ông ta làm thầy hoa mà vì thầy mo cũ tình cờ vừa qua đời ở tuổi 85. Nghe già làng nói thì ông Long suy ngẫm, hình như là vẫn còn vài điểm khá là mông lung. Ông Long nói, tôi nghe giọng của lão ta thì cũng không phải là từ dưới xuôi. Tôi nghe nói nó giống tiếng lơ lớ của người Trung Quốc sang Việt Nam thì hơn. Dù cho ông ta cố tình che đậy, già làng cũng gần gù. Thật ra khi mà thầy ma báo lên đây, mọi người trong bàn chỉ biết ông ta từ dưới xuôi lên, chứ cũng chẳng ai biết được ông ta thực sự từ đâu đến. Vậy ông nghi ngờ thầy Mo có liên quan đến chuyện này sao? Ông Long nhìn ra làng mà đáp, tôi cần phải tìm thêm manh mối để khẳng định điều này, phiền cổ cho ba người chúng tôi ở lại nhà cụ một hai ngày, cho đến khi sự việc trở nên sáng tỏ. Sở làng gật đầu đồng ý, nói xong ông liền đứng dậy bảo con cháu chuẩn bị cơm, làm vài món quen tiếp đãi khách ở dưới xuôi. Bây giờ đã là hơn 2 giờ chiều, trong lúc đợi già làng chuẩn bị cơm nước, ông Long xin phép được đi lại một vòng quanh bàn để xem xét tình hình. Và tất nhiên Minh và Sơn cũng đi theo sau. Bà bác cháu men theo con đường nhỏ để đi vòng quanh bàn. Giờ này thì người trong bàn đang ở trên đường dãy cả rồi. Theo như ông Long quan sát thì cả bàn này có tầm hơn 50 nóc nhà. Sân bàn chắc khoảng hơn 250 người sinh sống, mà dạo gần đây người chết nhiều không rõ nguyên nhân, thành ra nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít. Đi gần tới cuối con đường thì bỗng nhiên ông Long khừng lại, ông đứng im và nhìn sang tứ phía. Mỗi người người như đang thăm dò điều gì đó. Một mùi tanh phẳng vất trong không khí, thoáng chốc thì có rất nhiều tiếng kêu la rên gì hiện lên trong đầu, nó khiến cho ông chóng vắng. Bác Long, bác sao vậy? Tiếng gọi của Minh đưa ông Long trở về hiện tại, cả người của ông mồ hôi chảy đầm đìa. Sơn nhìn ông nó hỏi, sao tự nhiên đang đi bắt dừng lại như là tượng đá vậy? À không, không có gì cả. Thôi về đi, chắc giờ này già làng nấu cơm xong rồi đấy. Cả bà bác cháu quay đầu lại và tiến về hướng đi ban đầu. Ông Long đi được vài bước thì ngoái nhìn lại. Có một căn nhà nhỏ nằm cuối con đường đang bốc khói nghỉ ngút Ngoài hàng rào có treo một mảnh sưng thú nhìn kỳ dị. Đó chính là nhà thầy Mo. Linh cảm cho ông Long biết đội nhà đó không bình thường. Về đến nhà già làng cũng là lúc cơm nước cúng xong. Toàn là những món ăn dần dã của núi rừng. Đang ăn thì ngoài sân có tiếng gọi. Già làng đi ra thì lại chính là thầy Mo A Báo. Ông ta tới thông báo là xác con trai cả của cụ bá cha đã được đưa vào hang trên núi Cậu bá có lời cảm tạ mọi người cho nên mời già qua dùng bữa. Ông Long cũng từ trong nhà ra sân. Nhìn thấy ông Long thì a à báo mặt tối sầm lại. Hai tay nắm chặt lộ rõ sát khí. Già làng ái ngại đáp. Ôi thật không may. Tôi lại đang dùng bữa với mấy vị ở dưới xuôi. Thôi thì phiền thể mo về nói với bá cha. Tới nay tôi sẽ mang kèm rượu ngon để tạ lỗi. Liếc qua phía của ông Long đang đứng, a à báo nói bằng giọng the thế, Mấy vị ở đây sáng nay cũng ghé qua đám ma của con trai cụ bá. Cũng coi như là có lòng, chỉ bằng bây giờ con luôn bên nhà cụ bá ta, cùng ra làng cũng được. Sẽ chả ai trách móc được gì, thế chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao? Già làng khó xử nhìn qua ông Long, ông Long biết chắc tất cả đều nằm trong tính toán của tên gian ác này ông nói. Nếu cụ bá đã có lòng thì chúng tôi có dạ vậy. Quay sang phía già làng ông khẽ giang hiệu, Chúng ta nên đi qua đó giả ạ. Vậy là bốn người đi theo gã thầy mo cùng qua nhà cụ bá. Trong bữa cơm thì ông Long ngồi đối diện với gã thầy mo cả hai trao nhau những cái nhìn đầy sát khí. Bóng mắt của ông Long khét giật giật liên hồi. Ngay lập tức ông bấm đồn ngón tay một quẻ. Ông đoán được rằng ngay đêm hôm nay sẽ có biến lớn. Có chuyện sắp xảy ra đối với ông và hai thanh niên Minh Sơn. Có lẽ nào thầy mo đang hành động quả nhiên tối đó không chăng không sao bầu trời mây đen xám xịt kéo tới từ chiều nhưng lại rất lặng gió báo hiệu một cơn mưa to có thể ập tới làm cho khung cảnh bản làng đã vắng này lại càng trở nên âm u những ngày này như là thường khiến cho con người tăng cảm giác bất an sở làng đang đi kiểm tra lại cửa nẻo kẻo đêm mưa to lại bị hắt đi qua đi lại bên ngoài hết nhà vẻ mặt của ông long bất an thấy rõ nhìn vậy đoán đường có sự chẳng lành minh hỏi có chuyện gì xảy ra hả bác ông long đi qua đi lại một lúc rồi trở vào trong nhà ông gọi hai thằng minh sơn cùng già làng ngồi lại rồi nói tôi bấm ra đường là đêm nay sẽ có chuyện từ giờ cho tới sáng mai mấy người chúng ta phải tuyệt đối ở im trong nhà già làng nghe đến đó thì lo lắng ông ta hỏi suốt cuộc có chuyện gì mà gấp gáp như vậy ông long liền đáp có vẻ như đêm nay kẻ chủ mưu sẽ hành động. Hắn đã biết được tôi đã phát hiện ra sự thật sau cây chết của dân bản thời gian gần đây. Hắn muốn giết tôi diệt khẩu. Hiện nay tôi đang ở nhà của già, vì vậy người thân của già sẽ bị liên lụy. Già làng nghe vậy thì tỏ ra lo lắng. Chết, như vậy thì nguy hiểm quá, phải làm sao đấy? Bây giờ ông Long liền đáp. Yên tâm tôi đã có cách. Đầu tiên phiền già làng hãy uống viên thuốc này đi. Cả hai đứa nữa, cả hai cũng uống đi. Nói đoạn ông Long móc trong túi ra bao viên thuốc. Thuốc này có tác dụng kháng lại, được thuốc mê. Xét lời ông lấy trong túi đồ ra một ít thảo dược và một cái đỉnh bằng đồng nhỏ nhỏ. Bỏ thảo dược và đỉnh đồng vào hơi lửa cho cháy âm ỉ. Trong tháng trước một lần có nhẹ nhẹ thơm dịu lan tỏa khắp căn nhà. Những ai không uống thuốc đều sẽ ngủ mê man. Trong mấy gian phòng người nhà của già làng đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sau đó đó ông lấy hỗn hợp chuẩn bị sẵn trong túi, bảo Minh và Sơn mang mấy cây dao mà hai thằng mua ra, bôi một lớp thuốc mỏng lên đó, có tác dụng chống lại được ma quỷ. Già dạ làng cũng có một cây kim để trong nhà, ông lòng cũng bôi luôn vào. Dù không biết có chuyện gì mà phải dùng đến cả đao kiếm, nhưng cũng không ai thắc mắc gì cả. Tất cả họ ngồi im trong nhà đợi đêm khuya buông xuống. Bầu không khí xung quanh tĩnh mịch vô cùng, lâu lâu lại có một vài con thú hoang đâu đó kêu vọng lại từ cánh rừng xa xa. Đúng 11 giờ đêm bắt đầu có những hiện tượng lạ xuất hiện, có tiếng đồng nho nhỏ khe khẽ phát ra xung quanh ngôi nhà sản. Ông Long nhòm dậy tiến lại gần mấy khe gỗ trên tường và quan sát bên ngoài. Quả nhiên là có kẻ rình mò, không chỉ một mà là rất nhiều, hàng chục đứa. Những cặp mắt sáng quắc trong đêm đang ẩn hiện sau mấy cái hàng rào, Ông Long khẽ giảng hiệu Chúng tới rồi mọi người chuẩn bị Mình ngó qua những khe hở nó dùng mình Xuất cuộc những thứ ngoài kia là gì Sơn kẻ nói Bắc Long chúng là cái thứ gì vậy Ông Long cũng không rõ chúng thuộc loại ma quỷ gì Vì thực tế ma quỷ trên những vùng cao này Không phải ai cũng nắm được tường tận Sở làng quan sát hồi lâu rồi nói Là ma rừng bọn này chuyên ẩn náu trong sâu những cánh rừng rậm rạp hoang sơn cùng cốc vắng người qua lại sao bây giờ lại lộ liễu xuất hiện ở đây ông lòng nghe vậy thì chắc cứu rằng gã thầy mo kia đã dùng tà thuật để sai khiến đám này bỗng có một chi tiết khiến cho ông lòng chú ý đánh mắt ra xa chung mấy con đường ông thấy mờ mờ một làn khói xanh mờ ảo ông tự hỏi khói ở đâu sao vậy thằng chốc một ý nghĩ vụt qua trong đầu của ông thế đúng rồi là khói gây mê phạm vi rộng. Lão Tế Mo đã gây mê toàn bộ bàn làng để dễ bề hành động. Nếu như vậy thì... Bóng quỳnh một tiếng có cái gì đó và đập rất mạnh vào cửa nhà sàn ông Long liền hết lớn. Nguy rồi, chúng nó định phá cửa. Sơn cuốn quý nói, phải làm sao đắc? Không thể để cho bọn nó đừng vào trong nhà ông Long đưa ra quyết định trong nháy mắt để lao ra ngoài khô máu với bọn nó rồi đi tìm luôn lão mò kìa. Mình và Sơn đồng ý hai thằng lăm lăm hai con dao găm trong tay. Thao chốt cửa ông Long đẩy mạnh một cái cánh cửa bật ra. Cả bốn người lao ra ngoài sân rồi hét lớn. Giết! Lần đầu tiên trong đời của Sơn Minh và già làng tham gia một trận chiến công một không hai. Khi đối thủ chính là các oan hồn ngạ quỷ. Thấy có người lao ra ngoài sân. Những bóng đen tụ tầm quanh nhà sông tới. Cả bốn người cầm những vũ khí được bôi thuốc chấn giữ cứ như vậy mà vung lên chém chém tới đâu là tan biến tới đó và như chém vào không khí vậy ông long ra hiệu dừng lại ba người kia cũng dừng tay lại mấy bóng đen đã tan biến từ khi nào đôi mắt nhìn về con đường ông long nheo mắt mắt hai đứa tình nhìn hộ bác có người đang đi ở phía kia đúng không theo hướng tay của ông long chỉ minh và sơn nheo mắt nhìn đúng là có người đang bước từng bước trên con đường tiến về phía này minh liền nói đúng đó bác có mấy người lận hình như là dân trong bản họ thấy ồn ào cho nên tỉnh dậy chăng không hình như không phải linh cảm nhảy bén mách bảo ông đó không phải là dân bản ông long đứng thủ thế lùi về đằng sau tất cả cẩn thận đó không phải dân bản đâu cả bốn người thủ thế lùi lại bây giờ già lang nói đêm nay không chăng làm cho chúng ta không nhìn thấy để tôi đi lấy đuốc Nói là làm ông già tuy đã hơn 70 nhưng vẫn còn vô cùng nhanh nhẹn, chạy ngay vào trong nhà mang ra hai cây đuốc lớn. Rút cây bật lửa hay dùng để hút thuốc trong túi ra, ông lòng châm lửa lên. Hai cây đuốc cháy sáng rừng trong đêm xua tan đi bóng tối đang bao phủ Ông cắm luôn hai cây đuốc sang ngay bên đủ ánh sáng soi xả cả khoảng đất. Để tao xem bọn mày là cây thứ gì. Những bóng người tín lại càng gần thì dừng lại, đứng yên bất động có phải đến hơn chục người họ cứ đứng đó bất động Bóng một người bước lên phía trước lại gần khoảng sáng đủ để nhìn thấy mặt ngay lập tức bốn người ông long kinh hãi đứng trước mặt họ không ai khác chính là con trai cả của cụ bá cha vừa chết chiều nay đưa tăng xong tức thì tại sao bây giờ lại ở đây nếu nói như vậy thì những người kia làm xà làng liền run rẩy tất cả người chết trong thời gian gần đây họ đều có mặt ở đây hay lắm thì ra là dùng quỷ lạnh sai khiến xác chết đã vậy ta sẽ chơi với người đến cùng minh sơn và già làng né qua một bên vì từ cơ thể ông long phát ra một luồng khí nóng vô cùng kiểu dương thần công của đạo gia ông long đền hét lớn tất cả xác chết đã bị nhiễm quỷ khí nhật cường thì vô cùng nguy hiểm mọi người lao lên tập trung chém đứt đầu của chúng xuống như vậy mới có thể vô hiệu hóa cả bốn người cầm cao lên lao về phía trước Thuốc thần chưa đánh nhau bằng vũ khí bao giờ, thành ra cầm dao chém vào thi thể, rồi là người đã chết thì cũng khiến hai thằng Sơn Minh phải ghi hết cả tay. Nhà rào đầu tiên bổ xuống dưới từ ông Long, cây đầu rớt xuống lằn lầm đốc trên nền đất, khiến hai thanh niên kia vãi đái cả rào quần. Ông Long liền hét lớn, chấm mạnh tay vào không là không đất đâu, cứ yên tâm khi mà quỷ khí bị trùng răng hết, chúng ta sẽ nối đầu lại cho họ. Minh và Sơn nghe vậy thì vung dao khô máu chém lìa lìa. Xác chết giờ hai tay bị chém. Vặn hết cả những ngón tay Minh liền hét lớn. Chết cha rồi Bắc Long, ngón tay có nối được không vậy? Được. Ngoài đường diễn ra một cuộc hỗn chiến mà dân bàn vẫn ngồi xanh như chết không biết gì cả. Không hiểu sao những cái xác chết này mới chết mà móng tay lạnh nhọn và mọc dài tích cả chục phân, nhìn quỷ cái vô cùng. Chúng cứ nhắm vào bốn người mà xỉa tới, bị tâm trúng thì đúng chỉ là lòi ruột gần hai tiếng đồng hồ sau thì tất cả hơn chục xác chết đã gục xuống nền đất đầu lâu văng tung tóe khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có chút máu nào mình ngồi bền xuống đất thở hồn nền nó nhìn ông long giờ xử lý sao với đám này đây bác nếu muốn vạch trần kẻ chủ mưu chỉ còn cách là công khai cho cả bản Điều ổn không yên tâm đi thì đã có cách bắt hắn lộ diện Bây giờ chúng ta hãy bắt tay và làm việc trước khi trời sáng 5 giờ sáng hôm sau Cả bàn làng chấn động Vì có người đi dậy sớm Nhìn thấy hơn chục sắc người chết nằm trên gò đất giữa bàn Nơi mà hàng ngày nhiều người dân qua lại Ai nấy đều kinh hoàng đau đớn Thần nhân khi thấy sắc người thân của họ Tự bật nắp quan tài ra đây Thì không khỏi dùng bình xót xa Cậu ba cha quỳ xuống cạnh sắc con trai mà khóc Thế mò đứng đó lão không ngờ Ông Long lại có nước đi này Nhận với bản tính cáo dài nhiều mưu mô Lão ta có cách đối phó Lão liền nói lớn Đúng là chúng ta đã làm cho các oan hồn Vật thần thánh nổi giận trừng phạt Khiến cho người thân của chúng ta chết Không được yên thân Mà phải phơi xác tại đây Vì vậy tất cả người dân trong bản Ai muốn qua được kiếp nạn này phải nghe lời tôi Bỗng từ đám đông Ông Long tiến đến phía trước mà nói tất cả mọi người xin hãy nghe tôi nói những cái xác nằm đây là có lý do họ đã chết rồi nhưng lại bị một kẻ bất lương độc ác gọi dậy phục vụ cho lợi ích của hắn nếu mọi người tin tôi nói hãy mổ bụng tất cả những cái xác này người thân của các vị đã bị moi sạch nội tạng vốn từ lâu chỉ là một xác không hồn bị sai khiến để qua mặt tất cả chúng ta hòng che đậy một âm mưu to lớn thầy mò nghe vậy thì điên tiết chỉ tay vào mặt ông long mà ngét Bọn người kinh chúng mày thì biết cái gì Một người dân bàn lực điện cao toàn lực lượng bước ra Tay ông ta làm con dao bầu Được Tôi sẽ chứng minh lời người kinh kia nói Nếu sai ông ta lập tức cút khỏi nơi này Vừa vạt lưỡi dao liên cái bổng xác Thì mặt thể mau đã biến sắc Quả nhìn không buồn cái sắc nào có nội tạng Hơn nữa sau lưng sắc chết Còn có một vết rạch dài gần 50cm Đã đựng chân đậy nhìn cảnh tượng đó mọi người xung quanh không khỏi dùng mình sờn tóc gáy người thân của họ thì quỳ gộp xuống mà khóc văng trời suốt cuộc ai đã làm ra cái việc thích thức này ông long liền nói tiếp đừng có nghĩ là người chết rồi mà không bao giờ nói được họ vẫn có nói được khi chúng ta chiều hồn của họ hãy xem đây chắp hai tay vào nhau ông long niệm chú ấn ngay lập tức từ đâu gió thổi tới làm cho bụi đường bay lên mù mịt bỗng nhiên mình ngồi phịch xuống đất cả người co giật trừng trừng mắt lên từ trong cuống họng của nó phát ra thứ âm thanh khè khè khàn đặc giọng nói cũng thay đổi hoàn toàn bỗng cổ bá trai chạy tới ôm lấy mình rồi nói là con phải không ông long triệu hồi linh hồn con trai cả của bá nhập vào người minh minh chỉ tay thẳng về mặt thầy mo thầy mo à báo mày là một thằng độc ác mày giết trai trắng khỏe mạnh trong bàn lấy nội tạng cầu kết với bọn buôn người bên biên giới Hồng kiếm chắc chia lời rồi dùng ta thuật dựng nên một câu chuyện như là trời đất trừng phạt họ. Sau đó mày tổ chức hàng chục cái lễ nhằm moi tiền của người dân, tội ác của mày là không thể tha thứ. A báo gào lên điên dại, hắn lao tới hất văng cụ bá qua một bên túm lấy cổ áo minh. Khốn kiếp, mày nói láo, tao sẽ cắt lưỡi của mày. Vùng cánh tay còn chưa kịp banh mồm của Minh ra, thì A Báo đã bị chúng ngay một trường vào người từ ông Long khiến hắn lăn lộn mấy vòng trên nền đất mà thổ cả huyết. Ông ngừng nhăn nhó vì đau đớn áp à báo liền rít lên. Là kiểu dương tiểu tích lịch, khốn kiếp, mày là người của đạo gia. Ông Long Điền nói, cũng có chút hiểu biết đấy. Ngay từ đầu tiên khi mà chạm mà ta đã biết ngươi không phải là thể mò bình thường. A à báo chỉ tay vào mặt của ông Long. Mấy người mùa hết rồi ngay sau khi nghe mấy cái trò vứ vẩn của đám người dí xuôi buộc tội tôi. Khi mà tôi mới là thầy mo của các người, Gần năm năm nay ai là người cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu là ai? Người dân im lặng không nói gì ông Long nói. Trong nhà ngươi còn giữ một bộ dụng cụ chuyên dùng để moi nội tạng tên nói đúng chứ. Nếu giờ mọi người tới mà tìm được, người sẽ bị trừng trị. A báo mặt bến sắc, tại sao ông Long lại biết? Không lẽ chính những hồn ma các nạn nhân kia nói cho ông ta? Bố mạnh tay xuống nền đất, A à báo gắn lên tiên đoạn hắn gầm lên. Khốn kiếp, trở đấy, ta sẽ báo thù rất lời hắn quay phắt lại lao người về phía trước để chạy trốn vừa chạy vừa gào lên đứa nào cản tào giết hai cánh tay hắn đâm thẳng về phía đám đông mở đường hai người bị áp báo túm lấy hắn bố mạnh vào vai cổ họ rồi ném sang hai bên như là ném hai cái bị rồi hét lớn cút hết ra ông long lao luôn về phía sau rồi quát khốn kiếp mày giấu ông thành ở đâu trong nháy mắt a à báo bật người nhảy lên mái nhà hắn quay lại ta sẽ không quên mối thù này ta sẽ tìm chúng mày để báo thù tin tao đi bỗng ngày tiếng súng vang lên a à báo bị chúng bột phát vào bào vai hắn tí nữa thì ngã nhưng vẫn vô cùng nhanh nhẹn nhảy luôn xuống cánh rừng và mất tích người dân giật mình vì tiếng súng từ con đường mòn dẫn vào cánh rừng ba người đàn ông nhìn cách ăn mặc giống dân buôn đừng trang bị cả súng ngắn bước tới Sơn liền la lớn "Ô chú Thanh trong quốc Lan Ba người tiến lại gần ông Long Người đàn ông tên Thành nói Cảm ơn anh đã giúp đỡ người dân nơi đây, đây Vạch mặt được kẻ gian ác kia Nói chuyện đã đây không tiền Chúng ta giúp họ giải quyết nốt vấn đề Rồi về dưới lại châu nói chuyện Trong ngày hôm đó Người dân bản đã mang những cái xác chết Về lại khe núi Họ đổi ơn ông Long cùng nhóm Minh và Sơn Già làng vì đã vạch mặt được gã thầy mò độc ác Cô bá và già làng thì cứ đòi giữ nhóm người ở lại chơi ít bữa nhưng ông lòng từ chối. Về tới khách sạn dưới Lai Châu thì cũng đã là 10 giờ đêm, ngồi cạnh chiếc bàn uống nước mà ông Thành kể. Hôm đó ông lên bàn tìm gã thể mo để tính sổ, nhưng ông không đi một mình mà đi cùng hai người kia. Cả bà giờ không thông thuộc địa thế cho nên bị lão ta lừa vào trong rừng mà mắc kẹt ở đó. Tuy nhiên nhờ vậy mà họ tìm ra được một hang ổ bí mật là nơi mà nhóm buôn nội tạng chuyên dùng để mổ sống nạn nhân, sau đó mang sang biên giới để tiêu thụ. Còn vài người đang bị giam ở đó, họ là người của những bản làng lân gần nhưng thông thuộc nơi này. Một mặt ba người có vũ trang tìm cách đánh điện báo cho đội công an biên giới, mà tìm cách giải cứu đám người kia rồi quay lại. Ông Long nghe xong câu chuyện tuy còn vài điều chưa hiểu, nhưng ông cũng không tiện hỏi. Ngay chiều hôm sau nhóm người bắt xe và quay trở về dưới xuôi, Hai vợ chồng ông Thành gặp nhau mừng rơi nước mắt. Còn Lan gặp lại được chồng thì khóc tu tu. Bà Hân cũng mừng cho em gái. Duy chỉ có ông Long, ông vẫn đâm chiêu băn khoăn một điều gì đó mà không tiện nói ra. Nhìn đồng lòng như vậy Minh hỏi. Bác lọ lão thể mo báo thù sao? Ông Long liền lắc đầu nói. Khẩm, ta không lo cái đó. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng ta dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Suốt cuộc có chuyện gì? Trong nhà Sơn bà Hân cùng mọi người nấu một bữa thịnh soạn mừng ông Thành thoát khỏi cõi chết trở về. Ngoài nền trời xa xa mây đen vần vũ như báo hiệu cho một đại họa tiếp theo sắp ập đến. <laughs> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo